Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình là những thông tin trong nước. Thưa quý vị, sáng 20 tháng 5 giờ địa phương, nhân chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh chính tiếp một số lãnh đạo tập đoàn, tổ chức của Nhật Bản. Tại buổi tiếp chủ tịch điều hành tập đoàn Aeon Akio Yoshida, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Aon đầu tư làm ăn hiệu quả tại Việt Nam thời gian qua. Chủ tịch tập đoàn Aon cho biết, đến nay Việt Nam là nước Aon đầu tư lớn nhất trên thế giới với hơn 1,18 tỷ đô la Mỹ. Aon đã mở 6 trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, bày tỏ cảm ơn chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hỗ trợ tập đoàn làm ăn thuận lợi tại Việt Nam. Cảm ơn những lời nói tốt đẹp của chủ tịch Aon. Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng hệ thống Aeon tại Việt Nam vì những lý do sau. Việt Nam xác định tiêu dùng là một trong ba động lực tăng trưởng, nhất là hiện nay. Tiêu dùng có vai trò quan trọng trong đất nước 100 triệu dân. Việt Nam có dân số trẻ, tầng lớp trung lưu chiếm tỷ lệ cao. Quan hệ Việt Nam với Nhật Bản hết sức tốt đẹp. Người Việt Nam rất ưa chuộng hàng quá của Nhật Bản. Hàng quá của Việt Nam có thế mạnh là lương thực, thực phẩm, dệt may, da dày, có thể đưa vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Aeon. Việt Nam đang tập trung phát triển xanh, xanh hóa các sản phẩm phù hợp xu thế tiêu dùng chung của thế giới trong thập kỷ tới đây. Đây là những yếu tố nền mà Aeon nên mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng mong tập đoàn tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại những tỉnh, thành phố lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu mở thêm cả những outlet, một số dịch vụ mới. Hiện nay, giao thông thuận lợi hơn nên Aeon có thể tính mở những trung tâm thương mại, dịch vụ ở ngoại thành xa khu đô thị lớn mà vẫn thu hút được đông đảo người dân đến mua sắm, vui chơi giải trí. Thủ tướng đề xuất Aeon có thể nghiên cứu đầu tư ở Quảng Ninh, bà địa Vũng Tàu vì đây là hai địa phương có thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất cả nước, lại là trung tâm du lịch lớn của cả nước, ngoài ra có thể là Thái Nguyên, Thanh Quá, Tây Nguyên, Khánh Hòa, Đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng mong tập đoàn tiêu thụ mạnh hơn nữa các sản phẩm mà Việt Nam có thế mạnh để đưa vào chuỗi cung ứng toàn cầu của Aeon. Việt Nam đang xây dựng thương hiệu cho các loại sản phẩm này đồng thời nỗ lực giảm chi phí sản xuất, đầu tư mạnh phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông để giảm chi phí lợi dịch tích. Thủ tướng mong On coi Việt Nam là cứ điểm của tập đoàn, đồng thời qua đó góp phần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Cảm ơn những lời khuyên bổ ích của Thủ tướng. Chủ tịch điều hành tập đoàn ION Akio Yoshida đánh giá, thị trường Việt Nam là một trong những thị trường mà ION đổ vốn nhiều nhất vào. Ở Nhật Bản có hơn 20.000 siêu thị, trung tâm thương mại ở Nhật Bản, cho nên có nhiều cơ hội cho tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam. Ngay tuần sau, Ion tổ chức tuần lễ hàng Việt Nam. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gây gắt dẫn tới hạn hán, thiếu nước nghiêm trọng ở các hồ thủy điện, ảnh hưởng tiêu cực việc bảo đảm cung ứng điện trên phạm vi cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố phía Bắc. Tất cả 12 hồ thủy điện lớn khu vực miền Bắc lưu lượng nước về rất kém, nhiều hồ mức kém nhất trong 100 năm qua. Tính đến ngày 15 tháng 5, lượng nước về các hồ chỉ đạt dưới 50% trung bình nhiều năm, một số hồ chỉ đạt 20% so với trung bình nhiều năm, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Trước tình hình nêu trên, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị địa phương đã chủ động nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Thưa quý vị, ông Nguyễn Việt Dũng, giám đốc Trung tâm Truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện trung bình mỗi năm Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa trong đó có hơn 30 tỷ túi ni lông, hơn 80% số túi ni lông đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần. Việt Nam đứng thứ 4 trên 20 quốc gia ở top đầu, với khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn một năm, tương đương 6 phần tổng lượng rác thải nhựa ra biển của thế giới. Tiếp tục chương trình với một thông tin quốc tế. Thưa quý vị, những số liệu thống kê cho thấy đại dịch Covid-19 tàn phá toàn cầu và cướp đi sinh mạng của gần 7 triệu người trên thế giới tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, con số trên thực tế được cho là gần 20 triệu người đã tử vong do đại dịch. Theo số liệu chính thức của WHO, trong giai đoạn 2020 đến 2021 khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, thế giới ghi nhận khoảng 5,4 triệu ca tử vong do virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và những biến thể của virus này. Tuy nhiên, WHO cũng ước tính khoảng 14,9 triệu người đã tử vong do các lý do liên quan COVID-19, qua đó rút ngắn 336,8 triệu năm tuổi thọ của người dân trên toàn thế giới ngày 19 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga thông báo lệnh cấm nhập cảnh đối với 500 công dân Mỹ để đáp trả các biện pháp trừng phạt của Washington. Danh sách có cả cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, một số người dẫn chương trình truyền hình và các nghị sĩ, thành viên của các nhóm chuyên gia cố vấn có liên quan đến việc truyền bá quan điểm bài Nga cũng như những lãnh đạo các công ty cung cấp vũ khí cho Ukraine. Washington đáng lẽ phải học từ lâu rằng không một bước đi thù địch nào chống lại Nga sẽ không được đáp trả, hãng tin AFP dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Ngoài ra, Nga từ chối cho phái đoàn ngoại giao Mỹ thăm nhà báo Evan Gerskovic, người bị bắt hồi tháng 3 năm 2023 với cáo buộc làm gián điệp. Động thái này nhằm đáp trả việc Washington từ chối cấp thị thực cho các nhà báo tháp tùng Ngoại trưởng Sergei Lavrov đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Mỹ hồi tháng 4 năm 2023. Thưa quý vị, nhặt được túi sách trên đường, một người dân ở Kiên Giang mở ra thấy bên trong có nhiều tiền nên nhanh chóng đến công an xã Giao Nộp để trả lại cho người đánh rơi chiều 7 tháng 5, Đại quý Ngô Trường An, Phó trưởng Công an xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cho biết, sáng cùng ngày Công an xã Bình Minh tiếp nhận một túi sách màu đen, bên trong có 18,2 triệu đồng do một người dân nhặt được và giao nộp tại Công an xã. Người đàn ông nhặt được túi sách trên là ông Nguyễn Văn Tồn, 67 tuổi, trú tổ 14, ấp cái nứa, xã Bình Minh. Ông Tồn cho biết, lúc 10 giờ, ngày 7 tháng 5, ông trên đường từ nhà mình đến chợ ngã năm, xã Bình Minh để mua thuốc uống, thì phát hiện túi sách màu đen nằm trên đường. Lúc này, ông Tùng dừng xe lại và nhặt lên, đồng thời mở ra xem thì phát hiện bên trong có nhiều tiền với nhiều mệnh giá khác nhau, cùng một số loại giấy tờ tùy thân. Liền lúc ấy, ông mang chiếc túi sách đến giao nộp tại công an xã Bình Minh. Công an xã Bình Minh sau khi tiếp nhận đã tìm cách liên hệ với người đánh rơi dựa trên thông tin giấy tờ cá nhân. Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị Bùi Thị Cẩm Quỳnh, 37 tuổi, ngụ ấp Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận là người đánh rơi túi sách trên đến công an xã Bình Minh nhận lại toàn bộ số tiền và giấy tờ tùy thân cũng theo đại bí An, tại buổi nhận lại số tiền đánh rơi, chị Bùi Thị Cẩm Quỳnh bày tỏ muốn cảm ơn ông Tồn bằng một ít tiền, nhưng ông này từ chối. Chúng tôi đã báo cáo vụ việc với lãnh đạo công an quyền Vĩnh Thuận để báo cáo Ủy ban nhân dân quyền. Đồng thời, lãnh đạo công an quyền Vĩnh Thuận cho biết thứ hai tới sẽ báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo công an tỉnh Kiên Giang đề xuất để biểu dương hành động người tốt, việc tốt đối với ông Tồn, đại quý Ngô Trường An cho biết thêm. Được biết, ông Nguyễn Văn Tồn có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Các con ông hiện đều đi làm ăn xa tại tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh, chỉ còn vợ chồng ông sống với nghề làm thuê trong giữ tầm nuôi. Ông Tồn hiện cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo. Thưa quý vị, trà là loại thức uống gần gũi và được ưa chuộng ở mọi nơi trên thế giới, gắn liền với nhiều phong tục, tập quán tại mỗi quốc gia, vùng miền. Ngày 21 tháng 5 được chọn là ngày quốc tế trà nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và kinh tế mà trà mang lại. Khảo sát của Booking.com cho biết, 60% du khách Việt Nam cho biết họ quan tâm đến các địa điểm ẩm thực và đuống trong các chuyến đi. Ngày quốc tế trà là thời điểm hoàn hảo để khám phá những địa điểm mang trong mình vẻ đẹp lịch sử và thiên nhiên trù phú, bất kể ở đâu trên thế giới. Dưới đây là năm địa danh và những món trà nổi tiếng tại đây mà cả người yêu trà lớn mê dịch chuyển không nên bỏ lỡ. Đầu tiên là đi Sri Lanka. Trà Sri Lan, thành phố núi mờ sương này sở hữu một hồ nước lớn ở trung tâm và bao quanh bởi rừng nhiệt đới và những trang trại trà rộng lớn. Kandy là khu vực trồng trà đầu tiên ở Sri Lanka, tới nay đã phát triển thành một vùng kinh tế vững mạnh với hơn 600 đồn điền trà động lớn. Trà Sri Lan là loại trà đen phổ biến còn được gọi là trà Sri Lanka, không chỉ là tên địa danh mà còn trở thành tên gọi đại diện cho văn hóa, di sản và bản sắc Sri Lanka. Tới đây, du khách có thể khám phá các danh thắng của thành phố trong tour tham quan đồn điền trà bằng xe đạp. Tour bắt đầu từ bảo tàng trà Sri Lan ở Kandy. Kế tiếp là chặng đường 55 km đạp xe qua các đồn điền trà xanh tốt nơi du khách có thể dừng chân trò chuyện với người hái trà và tìm hiểu nhiều loại trà địa phương khác nhau. Trà Sila nơi đây được thu hoạch cẩn thận bằng tay để đảm bảo chất lượng, giữ được hương vị thơm ngon. Du khách có thể chọn uống nóng hoặc lạnh theo sở thích. Kế đến Magnes Morocco, trà bạc hà Morocco, trà bạc hà ha Morocco, hay còn gọi là trà Maghrebi, là thức uống quốc dân của Morocco. Theo truyền thống, trà được giữ trong những chiếc ấm bằng kim loại có thân tròn truyền thống. Cách rót trà bạc hà Morocco cũng phải rất tỉ mỉ, bắt đầu cứ rót bình thường vào khoảng 3 4 ly, sau đó nâng ấm trà lên độ cao ít nhất là 12 in khoảng 30cm so với mặt ly để tạo ra bọt trên bề mặt. Mặc dù trên thị trường có nhiều loại khác nhau, nhưng lá bạc hà thu hoạch tại thành phố núi Metnes là chất lượng nhất. Harrogate Vương quốc Anh, người Anh vốn nổi tiếng với tình yêu dành cho những buổi tiết trà của họ. English Redford là một loại trà vô cùng phổ biến ở Anh và liên tục được phát triển để tạo ra các dòng mới như đi cáp và tiêu chuẩn vàng trong số các đồn điền trà nổi tiếng thị trấn harrogate cổ kính là quê hương của một trong những thương hiệu trà yosai được ưa chuộng nhất vương quốc anh tại đây lá trà từ assam và đông phi được pha trộn và hòa quyện đem đến hương vị độc đáo ngoài ra du khách có thể đến thăm thành phố dốc gần đó trải nghiệm touri thuyền thưởng trà chiều nhẹ nhàng dọc sông hills và khám phá lịch sử thầy trung cổ của thành phố nơi đây sở hữu nhiều địa danh văn hóa với giá trị biểu tượng cao nổi bật là dốc minh sơ một trong những nhà thờ mang đậm dấu ấn của phong cách thiết kế gô tích lộng lẫy Hà Nội, Việt Nam, trà sen trải qua hàng nghìn năm lịch sử trồng và thưởng thức trà. Người Việt đã hình thành nên một nền văn hóa uống trà vừa đa dạng, vừa độc đáo và hiện nay đã trở thành một thức uống thiết yếu trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Trà sen được biết đến là một trong những loại trà lâu đời nhất của Việt Nam, được chăm sóc, thu hoạch và chế biến theo cách thức truyền thống. Không biết từ bao giờ, nghệ thuật ước trà sen đã trở thành nét đẹp, đẹp văn hóa của người Hà Nội. Các nghệ nhân pha trà luôn giữ vững nghệ thuật ướt lá trà xanh với cánh sen để trà có vị ngọt tinh tế của trà xanh và hương thơm nhẹ nhàng đến tinh khiết của hoa sen. Tại Hà Nội, du khách có thể trải nghiệm tour đi bộ thưởng thức ẩm thực đường phố và khám phá các hàng quán khác nhau trong khu phố cổ cũng như lối sống và văn hóa phong phú nơi đây. Làng trà Long Tỉnh Trung Quốc trải qua nhiều thế kỷ với bề dày lịch sử văn hóa trù phú. Trà là một trong những tài sản có giá trị văn hóa và gắn liền với lịch sử của Trung Quốc. Làng Long Tỉnh hay còn có tên khác là giếng rồng, được xem là thánh địa trà xanh của đất nước rộng lớn này. Làng Long Tỉnh nằm tại quyện Tây Hồ xinh đẹp của tỉnh Hàng Châu. Trở nên phổ biến từ thời nhà Hán, trà nơi đây có màu ngọc lục bảo tươi, vị ngọt và thơm đặc biệt. Khi đến đây, du khách còn có cơ hội khám phá vẻ đẹp tự nhiên của làng Long Tỉnh bạc ngàn những đồi chè xanh mơn mởn qua những con đường leo núi hẻo lánh, các hang động tự nhiên ẩn mình và rất nhiều quán trà địa phương. Misaipans, Argentina, trà thảo một giờ ba mét được xem là thức uống mạnh như cà phê, sở hữu nhiều lợi ích cho sức khỏe, trà ngon hơn và đem lại cảm giác thỏa mãn khi thưởng thức cùng một thanh sô-cô-la. Loại trà phổ biến này được người Argentina đặc biệt yêu thích bởi khả năng tăng cường năng lượng. Theo cách truyền thống nhất, dơ bao mết được pha trong một quả bầu được làm từ những quả bí đao khô, đóng đuột. Còn ngày nay, những bầu này có thể được làm từ kim loại, gốm sứ hoặc gỗ. Lá cây dơ bao mết được trồng trong các khu rừng nhiệt đới ở phía đông bắc tỉnh Misai-Vans, nơi nổi tiếng với đường đất đỏ và những cánh đồng đu đủ. Quý vị thân mến! bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các bản tin sau thân mến chào tạm biệt